Đấy, để em chỉnh lại một xíu nhá, đợi một xíu nào. Alo, 1, 2, 3, 4, nhà mình cho em hỏi ý kiến là ok nhỉ? Vâng, chào bác Thầy Long này, chào bác Nguyễn Hồng Huy Hồng nhá. Chào Đại Đình ạ, vâng, chắc nay nó trời mưa nên đường truyền hơi kém một xíu thôi. Em đã chỉnh lại đường truyền rồi này, tiếp tục phục vụ gia đình đây. Đấy, báo giá lại nhá, tiếp tục báo giá lại này. Toyota Vios 2014, đăng ký năm bánh năm 2015, bản 1.0 số tự động nhá. Con này bên em đang bán với cửa tiền là 435 triệu đồng này, 435 triệu đồng. Đấy, màu vàng cát rất đẹp đây. Xe là trang bị la xăng đúc 4 bánh, có phanh điện chống bột cứng ABS này, xin nhan dạng Mỹ tích hợp trên gương, gương kính gộp xoay điện. Đấy, cặp đèn pha trang bị công nghệ bi cầu siêu sáng siêu đẹp này. Đấy. Thì vừa rồi là phần ngoại thất bên ngoài này, sau đây em xin quay phần nội thất bên trong này cho mình cùng quan sát nhá. Đấy, chia sẻ bình luận comment lên nhiều lên gia đình mình ơi, có tiếng rồi này. Xe được trang bị vô lăng 3 chấu tích hợp túi khí an toàn và các nút điều khiển trên vô lăng này. Đấy, màn hình OLED cỡ to cỡ lớn rồi, phục vụ mọi nhu cầu giải trí cho anh chị quý vị gia đình của mình. Đấy, nội thất ghế da nhé. Đây, nội thất ghế da màu đen zin nguyên bản theo xe này. Đấy, nội thất màu đen rất đẹp luôn. Đấy, cửa đóng một chắc lịch. Đấy, nội thất ghế da gương kính chỉnh điện 4 cánh nhá, 430 triệu đồng, giá còn bớt còn thương lượng. Đấy, bao rút hồ sơ cũng như hỗ trợ trả góp cho con này nhá. Vâng, cháu Nguyễn Văn Lâm, cháu Cốc Quy Thủy này, cháu kệ đó đi này, ok rồi bác Thanh Hoa này. Vâng, chào Thầy Long này, chào Đại Đình mình nhá. Đấy, Vios 2014 đăng ký 2 bánh 2015 đây, 435 triệu đồng này. Tiếp tục báo giá những mẫu xe đời cao nhá. Đây, i10 2 đầu lướt đây, i10 2 đầu 2019 đăng ký 5 bánh năm 2020 nhá. Biển tư nhân chính chủ 34 Hải Dương đấy, biển 34 Hải Dương 41011 đây. Đấy, cam kết về vấn đề gầm bệ cho anh chị quý vị nhá. Đấy, gầm bệ còn sáng xanh không bục ngoặt. Xe này mang động cơ 1.2. Đấy, 1.2 số sàn, 5 chỗ ngồi nhá. Có con Innova bản tự động không, bản AT không à? Innova bản AT thì tạm thời chưa có bác Thế Long ơi nhá. Đấy, chỉ đang có mấy bản số sàn thôi. Đấy, em tiếp tục báo giá này. Xe này mang động cơ 1.2 số sàn,
5 chỗ ngồi, sedan 2 đầu, i10 2019 nhá. Xe thì chạy 4,2 vạn chuẩn này. Con này bên em đang bán với cửa tiền 350 triệu đồng. 350 triệu đồng anh chị quý vị gia đình nhá. Đấy, bản đồ thì đều trang bị phanh đĩa ABS này, xi nhan dạng mí tích hợp trên gương, gương kính cụp xe điện. Đấy, 4 mắt cảm biến chống va chạm phía sau này, trang bị cả cam lùi, cam hành trình rồi. 430 triệu đồng, i10 2019 cho đại gia đình mình nhá. Đấy, vô lăng 3 chấu, túi khí toàn trên vô lăng. Đầu đài màn hình theo xe đây. Đấy, nội thất ghế da đấy, nội thất ghế da đẹp luôn. Còn này bên em bán được cửa tiền là 350 triệu đồng. Đấy, còn bớt còn thương lượng. Đấy, chia sẻ bình luận nhiều đến gia đình ơi. Đấy, chia sẻ bình luận nhiều đấy nhá. Em Tùng giảm giá kịch sàn gia đình mình này. Cạnh mẫu Hyundai Grand i10 2019 rồi này. Báo giá gia đình mình đây. Một dòng xe gọi là tiết kiệm xăng vô cùng luôn. Kia Morning nhá. Kia Morning 2010 số động, đăng ký lăn bánh năm 2012 nhá. Đấy, 1.0 số động, máy eco này, biển tư nhân chính chủ, 99 Bắc Linh, quê hương của làn điệu Quan Họ Chữ Thành đây. La xăng đúc 4 bánh này, có phanh đĩa chống bó cứng ABS rồi. Xi nhan dạng mí tích hợp trên gương. Đấy, gương kính cụp xe điện. Cắt đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều này. Máy số keo chỉ sơn xi còn chất nhá. Con này đang bán với cửa tiền là 205 triệu đồng thôi. 205 triệu đồng gia đình ạ. Hello shop, vâng, hello bác Trần Xuân Điệp này. Vâng, cháu Huy Trần này. Đấy, chào đại gia đình mình nhá. Đấy, i10 màu bạc 2010 nhá, 205 triệu đồng này. Ngay cạnh đây nhá, báo giá gia đình mình này. Kia Morning. Đấy, Kia Morning màu xanh này, đời 2010, đăng ký và lăn bánh năm 2000, đăng ký lăn bánh 2013 này. Động cơ 1.0 máy eco nhá, bản SX này, bản đủ full kịch nhập Hàn nhá. Đấy, la sang lúc 4 bánh, nốp náp đẹp, có phanh đĩa chống bó cứng ABS rồi. Xin nhan dạng mới tích hợp trên gương nhá. 235 triệu đồng, giá còn bớt còn thương lượng. Đấy, chào bác Khúc Văn Công này. Bác Khúc Văn Công đang xem buổi livestream ngày hôm nay, chia sẻ giùm em mấy cái đi bác Khúc Văn Công ơi. Minh Đức có trả góp không anh? Vâng, cảm ơn câu hỏi anh Minh Đức nhá. Có trả góp bác Minh Đức nhá. Vâng, chào bác Trần Xuân Điệp và chúc suốt buổi tối vui vẻ. Vâng, chúc bác Trần Xuân Điệp có buổi tối vui vẻ nhá. Có Sorento bản tự động không? Sorento bản tự động thì tạm thời chưa có bác ơi. Nhớ, bản tự động đời cao thì đang có con này này. Bản tự động đời cao thì đang có con Vios 2014 đi nhá. Đấy, 1.5 số sàn, bản tự động này, bản G xịn này, 435 triệu đồng. Đấy, còn bớt còn thương lượng nhá. Bác mà đang quan tâm những dòng xe thu động này, nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em đi, em tư vấn cho này cho. Có trả cho góp nhá. Chào bác Trần Thị Thu Hằng này. Tầm đời bao nhiêu anh? Tầm 2014 trở lên, với cửa tiền là trên 300 nhá, thì bên em có trả góp anh nhá. Mua linh rồi này đấy. Chia sẻ bình luận đi, cứ hỏi đi. i10 à? Đấy, i10 có con 2 đầu nhá. i10 có con 2 đầu đang hỗ trợ trả góp này. Đời 2019 bản đủ nhá, 2 đầu, i10 2 đầu. Bản đủ 350 triệu đồng nhá. Con i10 có trả góp này. 200 được không anh? 200 thì không được đâu anh ơi. Nhá. Phải trên 300 thì bên em mới có trả góp ạ. Cạnh mẫu Kia Morning màu xanh vừa rồi này. Tiếp tục báo giá cho đại gia đình nhá. Đây, một mẫu 7 chỗ tầm trung đây. Vivante Chevrolet 2009, đăng ký năm bánh 2010. Động cơ 2.0 số sàn, 8 chỗ ngồi mà chỉ có 160 triệu đồng nhá. 160 triệu đồng thôi. Tư nhân chính chủ 14 Quảng Ninh đây. Đấy. Máy số keo chỉ sơn xi thì còn chất còn đẹp. Đấy, động cơ 2.0. Đấy, 7 chỗ tầm trung mà chỉ có 160 triệu đồng thôi, còn bớt còn thương lượng. Đấy, cứ bình luận đi, cứ comment về những thắc mắc gia đình đi. Đây, con 98 này bán rồi này. Đây, con 98 màu bạc bán rồi này. Tư vấn cho mình con này đi. Kia Morning màu đỏ đời 2016 nhá. Động cơ 1.25 số sàn 4 máy này. Con này bên em đang bán với cửa tiền là 190 triệu đồng nhá. 190 triệu đồng gia đình mình. 1.25 số sàn 4 máy đời 2016. Đời cao đấy, màu đẹp mà giá lại còn yêu thương. 190 thôi, Kia Morning 2016. Vâng, cháu Hải Nguyễn đang xem buổi livestream ngày hôm nay này, cháu Minh Đức này, cháu Hoàng Hiếu này. Chào đại gia đình của mình nhá. Đấy, những bác trên ba miền Tổ quốc này. Đây, tiếp theo đây báo giá gia đình mình, một mẫu sedan hai đầu có 140 thôi. La Chatty 208 đăng ký là bánh 2010 này. Đấy, động cơ 1.4 số sàn. Con này bên em đang bán với cửa tiền là 145 triệu đồng, tư nhân chính chủ 98 Bắc Giang. Đấy, cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều.
Đấy, những chi tiết viền viền bóng đèn này, tay nắm cửa ốp gương thì bọc lốp rất đẹp rồi. Đấy, 145 triệu đồng, còn bớt còn ra là bộ thêm nhá. Lai Chassis 208 này. Vâng, chào bác Nghiêm Khắc Song, chào Đinh Thị Thu Trang này, chào Nguyễn Văn Tần, chào Nguyễn Hải, chào toàn thể anh chị quý vị trên ba miền tổ quốc nhá. Nhà mình cứ vào chia sẻ like, thả tim, thả thật nhiều cho em đi. Càng chia sẻ càng thả like, càng thả tim, bớt sâu được hơn nữa nhá. Vâng, chào bác Trần Thăng này. Đấy, cạnh mẫu Lai Chassis 2008 rồi. Tiếp theo đây báo giá cho anh chị quý vị gia đình mình này. Mitsubishi Outlander nhá. Mitsubishi Outlander. Đấy, 2016 đăng ký là bánh 2018, động cơ 2.0 số tự động, đăng ký 5 chỗ ngồi. Đấy, một chiếc SUV gầm cao máy thoáng 5 chỗ ngồi đây. La răng đúc thì được trang bị 4 bánh lốp lắp đẹp, có vành đĩa chống bó cứng ABS rồi. Xin nhan thì tích hợp trên sườn xe, gương kính cụp xe điện. Con này bên em đang bán với cửa tiền là 560 triệu đồng thôi, 560 triệu đồng. Đấy, SUV gầm cao máy thoáng này, phù hợp với những gia đình nào mà đông người nhá, từ 5 người này. Thích những chuyến đi dài nhá, còn cốp cáp bên sau cực kỳ là rộng luôn. Đấy, Mitsubishi Outlander 2016, 560 triệu đồng. Vâng, cháu Ti Thanh này, cháu Đỗ Thái, cháu Trần Thăng, cháu Đồ Gỗ Thành này, cháu Nghiêm Khắc Song, cháu Đại Đình mình này. Đấy, chia sẻ comment bình luận nhiều lên gia đình ơi, để em Tùng tiếp tục tư vấn thế nào. Cạnh mẫu Mitsubishi Outlander 2016 rồi này, tiếp tục báo giá cho anh chị nhà mình đây. Đấy, La Chassis 207 1.5 số sàn. Con này bên em bán với cửa tiền là 140 triệu đồng thôi. 140 triệu đồng thôi dành nhá. Sedan hai đầu màu đen lịch sự sang trọng có 140 thôi. Đấy, tập lái tránh mưa tránh nắng này, phục vụ mọi nhu cầu cơ bản nhất nhá. Vâng, cho Lưu Văn này. Chào toàn thể anh chị quý vị vừa vào xem buổi livestream này nhá. Những bác nào mà vừa vào xem buổi livestream lần đầu của chợ ô tô đầu mối Hải Dương này. Đấy, cho em Tùng xin một nút like đi, một nút chia sẻ cũng như một nút theo dõi kênh YouTube cũng như kênh fanpage chính thức của chợ ô tô đầu mối Hải Dương để không bỏ lỡ những video giới thiệu sản phẩm cũng như là 8 giờ 3 phút mỗi tối thì bên em vẫn và báo giá livestream nhá. Vâng, chào bác Thơ Thị Vũ này, chào bác Nguyễn Dung. Vâng, hai bác Nguyễn Dung này. Đấy, hai cả gia đình mình nhá. Vâng, tiếp theo đây là lại một dòng tập lái nhá. Dòng tập lái này chỉ có 130 thôi. Kia Morning 211. Đấy, đăng ký là bánh 212. 135 triệu đồng. Đấy, tập lái này. Tập lái nhỏ gọn tiết kiệm điện, động cơ 1.0 số sàn. Đấy, xe tập lái thôi và trang bị đầy đủ đồ chơi rồi. Cặp đèn pha công nghệ bi cầu này. Đấy. Gương kính thì chỉnh điện này, cam đồi cam hành trình đầy đủ rồi nhá. Màn hình Android cỡ lớn này, phục vụ mọi nhu cầu gia đình của mình. Đấy. Tập lái 130 full đồ chơi. Kia Morning 211. Bắc Minh Đức con Si à? Con Si thì bán rồi Bắc Minh Đức ơi. Con Morning Si thì bán rồi ạ. Vâng, cháu bác Huy Trần Hu này có còn là tầm 20 không anh? Cháu tôi Nguyễn 20 thì không có đâu bác tôi Nguyễn ơi nhá. Tầm xe 20 thì bên em không có ạ. Cháu Hoàng Thái này, cháu Cao Nguyễn Trường, cháu Thôi Thị Vũ, chào đại gia đình mình này. Đấy, em xin báo giá lần lượt những đầu xe hiện đang có tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương nhá. Nhà mình cứ bình luận đi. Nếu mà mạng nó kém quá mà em không đọc được bình luận này thì sau buổi livestream thì em sẽ trả lời tất cả những comment của gia đình mình nhá. Vâng, hai bác Phạm Mai Phương này, cháu bác Hải Nguyễn Văn này, cháu Trịnh Kết xe đẹp bác. Vâng, cảm ơn bác Trịnh Kết rất nhiều này. Vâng. Đấy, phải xe đẹp, phải xe chất lượng thì bên em mới mang đến tay người tiêu dùng nhá, mới dám bán lại cho đại đình mình ạ. Vâng, tiếp theo đây báo giá anh chị quý vị nhà mình này. Đấy, một mẫu La Chassis nhá. La Chassis 212 đăng ký là bánh 213. 190 triệu đồng nhá. 190 triệu đồng. Động cơ 1.5 số sàn. Đấy, sedan hai đầu. Phân khúc hạng B màu đen rất đẹp đây. La răng đúc lốp nạp đẹp, máy số keo chỉ thì còn chất nhá. Đấy, không bàn về chất lượng xe, chỉ bàn về giá thôi. 190, bác nào quan tâm nhắn tin trực tiếp đi. Còn bớt còn thương lượng này. Đấy, Toyota Vios này, con bản E là bán rồi này, con bản E209 là bán rồi này. Đây, tiếp tục báo giá cho mình này, một sản phẩm đến từ Nhật nhá. Một sản phẩm đến từ Nhật đây. Mazda 626 nhá. Mazda 626 2005, đăng ký lăn bánh năm 2007 này. Động cơ 2.0 số sàn. Còn bên em đang bán với cửa tiền cho đại gia đình nhà mình là 145 triệu đồng thôi. 145 triệu đồng nhá. Mazda 626 màu đen này, rất là đẹp luôn. Bác nào đang có nhu cầu tập lái tránh mưa tránh nắng, phục vụ nhu cầu cơ bản này, đến những nhu cầu cao hơn như đi chơi du lịch nhá, tham khảo cho mẫu này đi. Đấy, có 140 thôi, phẩm đạt Mazda 626 rồi ạ. Vâng, thì vừa rồi là báo giá là khá nhiều dòng 5 chỗ này. Khá nhiều dòng 5 chỗ, một đầu cũng có, hai đầu cũng có này. Đấy, chia sẻ bình luận đi. Chia sẻ bình luận nhiều lên gia đình mình ơi. Đấy, bình luận đi. Trời ơi, chia sẻ thật nhiều vào để em Tùng tiếp tục báo giá cũng như là giảm giá nào. Đấy, thì vừa rồi 5 chỗ này, tiếp tục báo giá mình 7 chỗ nhá.
7 chỗ gầm cao đây, SUV đây, tham khảo cho em đi gia đình ơi. Hyundai Santa Fe nhá, Hyundai Santa Fe mà có 315 triệu đồng thôi. Giá một con Morning thì bạn nhà mình ạ. Đấy. Động cơ 2.7 máy xăng 2 cầu này. Đấy. Số tự động. Con này bán có 315 triệu đồng thôi. Đấy, giá còn bớt, còn thương lượng nhá. Hyundai Santa Fe 207 màu bạc. La răng đúc, lốp lắp đẹp, phanh đĩa chống, bó cứng ABS thì được trang bị đầy đủ rồi. Đấy, xin nhan thì tích hợp trên sườn xe. Cặp đèn pha thì trang bị công nghệ bi cầu siêu sáng siêu đẹp này. Đấy, rất đẹp luôn, 7 chỗ gầm cao và chỉ có 315 triệu đồng thôi. Mà giá lại còn bớt, còn thương lượng nhá. Đấy, nội thất máy số keo chỉ sơn xi zin. Vô lăng 4 chấu, túi khí toàn trên vô lăng. Đầu đài màn hình Android cỡ lớn này. Đấy, nội thất bên trong rất đẹp luôn nhá, nội thất rất đẹp luôn. Đấy, nội thất rất đẹp này. 7 chỗ gầm cao, 315 triệu đồng. Hyundai Santa Fe 207. Cạnh mẫu Hyundai Santa Fe vừa rồi báo giá tiếp gia đình mình 165 triệu đồng thôi này. ASEAN 209 nhá. ASEAN 209 1.4. Đấy, động cơ 1.4 nhá, số sàn nhập Hàn nguyên chiếc luôn. Tư nhân chính chủ 14 Quảng Ninh đất cảng đây. Con này bên em đang bán với cửa tiền là 165 triệu đồng. Xe thì được trang bị la răng đúc 4 bánh lốp lắp đẹp. Cặp đèn pha trang bị công nghệ Haren chiếu sáng đa chiều này. Đăng ký đăng kiểm thì đến tháng 12 năm 2022 nhá. Đấy, sedan 2 đầu mang về sẵn đi sẵn sử dụng thôi. Đấy, máy số keo chỉ chất, gầm bệ thì chắc chắn không mục mọt nhá. ASEAN 209 này. Vâng, chào bác Quang Sơn, chào bác Vũ Phương. Chào bác Trịnh Kết, chào bác Hải Nguyễn Văn. Chào toàn thể anh chị quý vị các bạn trên ba miền Tổ quốc nhá. Chia sẻ like, tim bình luận thật nhiều đến gia đình ơi. Cảm ơn gia đình mình rất là nhiều ạ. Tiếp theo đây báo giá gia đình của mình nhá, một chiếc sedan 2 đầu phân khúc hạng C luôn. À, hạng D xin lỗi mình. Sedan 2 đầu phân khúc hạng D. Đấy, Daewoo Maclus 2005, đăng ký và làm bánh năm 2007 nhá. Động cơ 2.4 máy xăng số tự động. Đấy, sedan 2 đầu phân khúc hạng D này. Từng cạnh tranh đối đầu trực tiếp vào lòng Camry nhá, ngồi chung mâm với Camry đây. Mà bây giờ chỗ ô tô đầu Hải Dương bán chỉ có 130 thôi. 130 triệu đồng thôi. Đấy, số tự động nhá. Đấy. Option thì vô cùng là đẹp luôn. Đấy, em xin quay phần nội thất bên trong này. Vô lăng 4 chấu, túi khí an toàn trên vô lăng này. Đầu đài màn hình thì zin của hãng nhá. Đấy, số động cần số zin rác này. Nội thất ghế da nhá, nội thất ghế da đẹp zin nguyên bản theo xe. Gương kính này và ghế chỉnh điện luôn. Đấy, một chiếc xe hạng sang này. Đấy, ngày xưa là chỉ có chủ tịch này, chủ tịch với bố chủ tịch thì mới mua lại được cái loại này thôi. Đấy, Maclus 205 đây. La răng đúc 4 bánh, đấy có vành đĩa chống bó cứng ABS rồi. Cặp đèn pha trang bị công nghệ bi cầu nhá. 135 triệu đồng, Maclus, Daewoo Maclus 2005. Đấy, sedan 2 đầu phân khúc hạng D nhá, gia đình mình nhá. Cạnh mẫu Daewoo Maclus rồi này, báo giá thêm gia đình mình này. La Chetti Selic nhá. La Chetti Selic 2010, 1.6 số lượng. Đấy, tư nhân chính chủ 37 Nghệ An quê bác đây. Con này thì hồ sơ cầm tay nhá. Hồ sơ thì cầm tay rồi, nên những thủ tục mà bấm biển mới sang tên đổi chủ trong ngày cho gia đình mình luôn. Đấy, cặp đèn pha trang bị công nghệ Haren chiếu sáng đa chiều này. Đèn pha thì sáng, còn trong còn bóng nhá, không có dấu hiệu giãn nứt bóng mờ. Đấy, la răng đúc 4 bánh có phanh đĩa chống bó cứng ABS này. Xin nhan thì tích hợp trên sườn xe. Gương kính chỉnh điện. Đấy, quay phần nội thất bên trong mình cùng tham khảo nhá. Vô lăng 3 chấu, túi khí toàn trên vô lăng này, đầu đài màn hình thì có hãng này. Cần số zích zắc, động cơ 1.6 nhá. Rất là dài xe và trường xe này, đậu đầm chắc thì không phải bàn, đi rất là thích luôn. Đấy, form dáng thì vô cùng trẻ trung nhá, 2010 này mà không khác những chiếc xe của 2007-08 đâu. Đấy, La Chetti Selic 2010 gửi đến gia đình mình ạ. Rồi, tiếp tục báo giá này. Đấy, cạnh mẫu La Chetti Selic nhá, 2010 rồi này. Báo giá cho anh chị quý vị đây mình. Toyota Vios 206 nhá. Toyota Vios 206 1.5 số sàn 130 triệu thôi. 130 triệu đồng ạ. Đấy, sedan 2 đầu màu bạc. Máy số keo chỉ sơn xi thì còn chất còn đẹp nhá. Đấy. Cầm bệ chắc chắn này, lồi đồng cối đá này, lồi đồng cối đá mà phá không chịu hỏng. Tiết kiệm vô cùng luôn. Đấy, Vios 2006 cho anh chị mình quan tâm này. Đấy, đây là dòng này rồi, 20 xe rồi. Tư vấn nhiệt tình xe chất giá yêu thương vô ok. Cảm ơn bác Trần mình rất là nhiều nhá. Chia sẻ mạnh lên gia đình ơi, đúng rồi. Chia sẻ đi, comment nhiều lên gia đình mình ơi. Vios 2016 bản E 1.5 này, 360 triệu đồng báo giá ngay đầu buổi livestream mình nhá. Đấy, màu vàng cát này, phong cách hai bách. Phong cách mây bách hai màu này, đấy.
La sang đúc lốp ráp đẹp lên full đồ chơi rồi. Cặp đèn pha trang bị công nghệ bi cầu siêu sáng siêu đẹp này. Màn hình Android cỡ lớn nhá. Đấy, full đồ chơi rồi, đăng ký đăng kiểm để đến tận tháng 2 năm 2024 cơ. Vô lăng 3 chấu, túi khí toàn trên vô lăng này. Đấy, mang về sẵn đi rồi sẵn sử dụng, phục vụ mọi nhu cầu gia đình nhá. Toyota Vios vàng cát 216 360 triệu đồng. Phương chào bác Thăng Văn Hợi này, chào Trần Bình, chào Thế Hưng này, chào đại gia đình mình đang xem buổi livestream ngày nay nhá. Đấy, chào Chí xe này. Đấy, chia sẻ nhiều lên, bình luận nhiều lên giúp em Tùng đi xe hình ơi. Đấy, cạnh mẫu Vios 2016 vừa rồi này, tiếp tục báo giá cho anh chị quý vị mình này. Kia Morning màu trắng mà mẹ mắng cũng mua đây. Hyundai Grand i 11 sáng 2014, đăng ký ra bánh năm 2015. Đấy, động cơ 1.0 số sàn, 5 chỗ ngồi màu trắng rất đẹp luôn. Đấy, tuy nhiên chính chủ 19 Phú Thọ đây. La sang đúc có phanh đĩa chống bó cứng ABS rồi. Xin nhan dạng mí tích hợp trên gương cương kính cụp xe điện. Đăng ký đăng kiểm thì còn dài nhá. Cam đồi cam hành trình thì được trang bị đầy đủ rồi. Tay mở cửa thì được trang bị cả nút mở một trạm một trạm thông minh này. Đấy, vô lăng 3 chấu, túi khí toàn trên vô lăng. Còn đây bên em đang bán với cửa tiền gia đình mình 240 triệu đồng nhá, 240 triệu đồng. Giá còn có thể bớt và giao lập được thêm cho anh chị quý vị mình này. Đấy, đến xem xe, chạy thử xe miễn phí nhá, test xe miễn phí, test thoải mái luôn. Đấy thì mới làm thủ tục mua bán nhá. Cho cao biển ô tô này, Phú Thọ đất tổ, ok đúng là Phú Thọ đất tổ đấy. Chào đại gia đình nhá, nhiều xe đẹp quá. Vâng, cảm ơn bác cao biển ô tô rất nhiều này. Chào Thanh Nguyễn này. Đấy, Phú Thọ đất tổ đây, 19 đây, Hyundai Grand i 11 trắng đây. Chia sẻ comment bình luận nhiều lên cho em đi gia đình nhà mình ơi. Đấy, cạnh cái mẫu nhỏ nhỏ xinh xinh màu trắng này. Tiếp tục báo giá là mình một mẫu đen này, màu đen châu Phi đây, dài xe sedan hai đầu đây. Sedan hai đầu phân khúc hạng C nhá, sedan hai đầu phân khúc hạng C này mà chỉ có 255 triệu đồng thôi. La City Selic 2010 đăng ký là bánh 212. Tư nhân chính chủ 99 Bắc Linh, quê hương của làn điệu quan họ Chí Thành đây. 1.6 số động. Đấy, cái độ dài xe nhé và độ đầm chắc không phải bàn rồi. Đấy, xe được trang bị vô lăng 3 chấu, túi khiên toàn trên vô lăng. Tích hợp các nút điều khiển này. La sang đúc có phanh đĩa chống bó cứng ABS rồi. Đấy, trang bị cả option này. Option cửa sổ trời Panorama rất là đẹp đây. Đăng ký đăng kiểm thì còn dài miên man luôn. Đến tháng 7 năm 2022 ạ. À, tháng 7 năm 2023 xin lỗi mình nhá. Đăng kiểm còn 5 nữa luôn. Vang về sẵn đi rồi sẵn dụng. Chia sẻ mạnh tay lên nào. Đúng rồi, chia sẻ mạnh tay nào dành ơi. Chia sẻ càng nhiều bớt càng nhiều nhá. Vâng, chắc chắc Hồ Câu Đinh Hiểu này, chắc Đặng Ngọc Đỉnh này. Hãy chào toàn thể anh chị quý vị đang xem buổi livestream ngày hôm nay trên ba miền Tổ quốc nhá. Chắc Thanh Nguyễn nhá. Tiếp tục báo giá dành cho mình một chiếc Kia Morning nhá. Một chiếc Kia Morning nhập khẩu. Nhập khẩu đời 2000 đời 2010 đăng ký vào năm bánh năm 2012. Động cơ 1.0 số sàn, máy eco bản đồ phun kịch. Còn này bên em đang bán với cửa tiền là 230 triệu đồng nhá. Đấy, 230 triệu đồng này. Bản SX bản đồ phun kịch được trang bị la sang đúc hoa mai 4 bánh. Đấy, cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều. Xin nhan dạng mí tích hợp trên gương, gương kính cụp xe điện nhá. Đấy, phun kịch rồi. Máy số keo chỉ sơn xi còn zin nhá, 230 triệu đồng. Vâng, cháu Học Trần này, cháu bác Trương Công Mội này. Chào bác Hồ, vâng xin chào chủ thất, vâng. Chào bác Hồ Câu Đình Hiển này, chào bác Nguyễn Thái Hưng Nguyễn này. Y mới đất tổ 200 tròn nhé. Ồ không được đâu bác ơi, con y mới đất tổ 200 tròn không thể mua được, bên em không mua được vào luôn đó bác ạ. Đấy, giá 200 tròn con y 10 không mua vào luôn ạ. Có bán trả góp không cháu Thanh Tùng ơi? Bác Phạm Trách ơi, có bán trả góp nhá. Đấy, những xe đời 2014 trở lên với cửa tiền là trên 300 thì bên cháu có hỗ trợ trả góp bác Phạm Trách nhá. Đấy, vừa rồi là gầm thấp rồi này, gầm thấp rồi này, tiếp tục báo giá thì mình gầm cao đây. SUV 5 chỗ gầm cao đến từ nhà Honda đây. Honda CR-V nhá. 2009 động cơ 2.4 số động. Con này bên em đang bán với cửa tiền cho đại gia đình nhà mình là 405 triệu đồng nhá. 405 triệu đồng thôi. Màu đen châu Phi rất đẹp đây. La sang đúc 4 bánh có phanh đĩa chống bó cứng ABS rồi. Đấy. Cặp đèn pha thì trang bị đây, công nghệ bi cầu siêu sáng siêu đẹp này. Xin nhan trên gương, gương kính cụp xe điện. Đấy, đăng ký đăng kiểm đến tháng 12 năm nay cơ. Có giá để đồ trên cao này, giá để đồ trên cao này. Đấy, nội thất bên trong hình ơi. Đấy, nội thất bên trong nhá, ghế da màu đen này, vô lăng 3 chấu, túi khí toàn trên vô lăng này. Đấy, màn hình OLED cỡ lớn rồi, 2.4 số tự động, gầm cao SUV.
Honda CRV mà chỉ có 400 lẻ thôi này. Đấy, chỉ có 400 lẻ thôi dây mình nhá. Đấy, rất đẹp luôn. Tư nhân chính chủ 37 Nghệ An quê bác đây. Đấy, đấy trời mưa này, nhà mình cùng xem này, trời vẫn là mưa này. Đấy, trời vẫn là mưa luôn. Mà em Tùng vẫn lên sóng, vẫn livestream báo giá hình mình này. Chia sẻ nhiều lên. Chia sẻ thật nhiều lên ủng hộ em Tùng đi, gia đình nhà mình ơi. Đấy, góc này báo giá vãn xe rồi. Đấy, về rất là nhiều đầu xe luôn đấy. Vâng, chào Thăng Văn Hợi, chào Phan Huy Hoàng này, chào Trần Bình nhá, chào Trịnh Kết này, chào toàn thể anh chị quý vị những khách hàng thân thương trên ba miền Tổ quốc nhá. Đấy. Giờ dạo này là Facebook nó rất là khó là bình luận nhá, livestream là rất là ít khi đọc được bình luận nhá. Đấy, mà em chưa đọc được bình luận nào nhá, thì sau buổi livestream này em sẽ trả lời hết cả những bình luận của anh chị quý vị gia đình mình này. Vios 216 218 vàng cát số động. Có báo gì? À, báo giá được cái à? Ok. Vios 216 đến 218 số động chưa quá rồi. Đây, nhưng có con Vios đây nhá. Con Vios 214 này. 214 màu vàng cát số động nhá. Con này bên em đang bán với cửa tiền là 435 triệu đồng bác ơi. Đấy, 435 triệu đồng cho con này bác nhá. 214 số động bản G xịn. Đấy, tư nhân chính chủ không dịch vụ taxi. La sang đúc có phanh đĩa chống bó cứng AMS rồi. Xin nhan trên gương kính cụp xe điện nhá. Đấy, số động mà tầm 216 thì chưa có. 214 thì có con này bác ơi. Tầm 300 thì mua xe gì? Phóng viên tư vấn. Ok bác ơi. Đấy. Đấy bác Thanh Hoan nhá, tầm 300 thì tham khảo cho em con Vios này đi. Đấy, tầm 300 hơn một xíu này. Tham khảo cho em con Vios này nhá. Ok, cảm ơn. Vâng, nhắn tin trực tiếp qua fanpage đi nhá. Em gửi hình ảnh và chi tiết video của con đấy cho bác Hồ Câu Đình Hiển ơi. Đây, tầm 300 triệu thì bác Ngoan Thanh, đây con này 300 triệu một xíu này, 350 triệu rồi. Tham khảo cho con Vios đời cao đi. Toyota Vios màu vàng cát 2016 nhá. Đấy, bản E này, bản E xịn này, lên full đồ chơi rồi. Cặp đèn pha con này thì được lên độ lên công nghệ bi cầu này. Màn hình Cova cỡ lớn nhá, màn hình Cova cỡ lớn này. Đấy, có đề lỗ sờ ta tốt rồi. Đấy, rất đẹp luôn, cam mới cam hành trình đầy đủ nhá. 350 triệu đồng. Đấy, còn có thể bớt và còn có thể thương lượng này. Chia sẻ mạnh tay này, đúng rồi, chia sẻ mạnh tay này dành ơi. Đấy, trời mưa như này thì em Tùng vẫn chia sẻ này, vẫn báo giá, vẫn tương tác với gia đình mình. Nhà mình ngại gì mà không chia sẻ cho em vài nút đi. Đặt ngón tay vàng, ngón tay bạc lên nút chia sẻ đi. Cho em xin mỗi người 2-3 lượt thôi nhá. Cảm ơn gia đình mình rất là nhiều này. Để lan tỏa buổi live stream này đi nhá. Để những bác nào mà đang có nhu cầu tìm những dòng ô tô cũ này, của chợ ô tô đường Hải Dương này, đến với em, xem xe chạy thì xe tép xe miễn phí luôn nhá. Vâng, chào bác Cao Cường Hà này. Chào bác Thủy Hợp, chào bác Phạm Tung này. Đấy, chào đại đình mình nhá. Đấy, cứ bình luận đi, comment đi, em Tùng báo giá cho, chia sẻ cho. Đấy, bớt sâu được nữa gia đình mình nhá. Đây, Kia Morning màu trắng đây. Kia Morning màu trắng 209 nhá. 1.0 số tự động này. Màu trắng mà mẹ mắng mua đây. Các bác nữ làm mà vừa có bằng lái này, muốn bổ túc tay lái nhá, tham khảo cho mọi người đi. Đấy, màu trắng rất đẹp luôn. Xe trang bị cặp đèn pha, trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều này, máy số keo chỉ sơn xi, thì còn chất còn đẹp nhá, bán có 190 thôi. Bán có 190 cái này gia đình thôi. Đấy, còn bớt, còn tham khảo, còn có thể thương lượng. Đăng ký đăng kiểm còn rất là dài. Đấy, Kia Morning màu trắng số động 2009 đây. 190 triệu đồng gia đình nhá. Vâng, chắc Thiên Minh nhá. Chắc Trần Bình, chắc Ngoan Thanh, chắc Cao Cường Hà. Chào đại gia đình mình ạ. Cành mẫu Kia Morning 2009 rồi này. Tiếp tục báo giá cho anh chị quý vị gia mình. Một dòng sedan 2 đầu nhá. Sedan 2 đầu mà có hơn 200 triệu một xíu thôi. 225 triệu đồng. Kia Bride nhập Hàn 2008 nhá. Đăng ký làm bánh tại Việt Nam 2010. Động cơ 1.4 số tự động, đăng ký 5 chỗ ngồi. Đấy, sedan 2 đầu. Động cơ 1.4 số tự động này. Đấy, rất là nhỏ gọn nhá, tiết kiệm nguyên liệu. Một chiếc xe nhập khẩu gia đình mình này. Máy số keo chỉ sơn xi-zin. Cầm bệ thì không một xíu một bọt nào. Đấy, 225 triệu đồng. Giá còn có thể bớt, còn có thể ra lọc cho gia đình mình. Vô lăng 3 chấu túi khí an toàn trên vô lăng. Tích hợp các nút điều khiển này, các nút nghe gọi rảnh tay này. Đấy, đèn tư nhân 29 thủ đô đây. 29 thủ đô nhá. Số tự động 2 đầu mà chỉ có hơn 200 triệu một đồng. Hơn 200 triệu thôi cho gia đình mình ạ. Đấy, để em xem góc này nhá. Đây, góc này chưa báo giá sản phẩm nào. Đấy, góc này chưa báo giá sản phẩm nào. Báo giá từ đây đi. Đấy, màu đỏ cho may mắn đi. Đấy, mình chia sẻ giúp em đi. Chia sẻ giùm em đi, mỗi người cho em xin 2-3 lần chia sẻ đi gia đình mình ơi. Đấy, để em tiếp tục livestream, tiếp tục báo giá này.
để phục vụ hầu hạ anh chị quý vị mình nhà mình nhá. Vâng, chào bác Minh Hồ, chào bác Vũ Ngọc, chào bác Nguyễn, chào bác Nguyễn Hồng Nhung này, chào bác Thiên Minh này. Bán rồi, bán cái đấy, bán rồi anh ơi. Vâng, tiếp tới đây chiếc máy quay của em nhá. Xin báo giá đại gia đình mình này. Gentech này. Gentech 2010 đăng ký và đăng bánh năm 2011. Đấy, động cơ 1.2 số rộng, nhập Hàn nguyên chiếc nhá. Đấy, biển tư nhân 34 Hải Dương 4 mùa không một đồ đây. Đấy, la sang lúc thì la sang lúc một bộ này, xin nha trên sườn xe. Gương kính cụp xì điện, đăng ký đăng kiểm còn khá là dài. Đến tháng 12 năm 2022 này. Trang bị cả option này, cửa sổ trời Panorama trên cao này. Sấy gương, sấy kính thì đủ cả. Đấy, nội thất ghế da zin nhá. Nội thất ghế da zin nguyên bản theo xe. Vô lăng 4 chấu, túi khiên toàn trên vô lăng này. Đấy, đầu đèn màn hình OLED cỡ lớn rồi. Đấy, có cả đầy đủ sạc tạo tốp nhá. 220 triệu đồng thôi cho mẫu Gentech 2010 ạ. Vâng, chào Nguyễn Tuân này. Chào tất cả những bác vừa vào xem buổi livestream hôm nay nhá. Vâng, chào bác cậu cả này, chào anh. Vâng, chào cậu cả. Chào Giang Nguyễn nhá. Chào toàn thể những chị quý vị mình vừa vào xem buổi livestream ngày hôm nay này. Đấy, các bác vừa vào xem buổi livestream. Đấy, để nút tay vàng và nút tay bạc đi vào trong phần bình luận phần comment xem, hoặc là chia sẻ cho em vài lượt đi xem mình ơi. Vâng, hello anh Sĩ Thắng ạ. Hello anh nhá. Chúc anh Sĩ Thắng có buổi tối vui vẻ nhá. Cho em xin 5 7 lượt chia sẻ đi anh Sĩ Thắng ơi. Vâng, chào Tâm Trần này, chào đại gia đình mình này. Đây nhá, tiếp tục đây báo giá dành mình một dòng sản phẩm chất lượng đây nhá. La Chetty. Vâng. La Chetty 2011 đăng ký là bánh năm 2014. Động cơ 1.5 số sàn. Đấy, đi con này bên em đang di chuyển 4 vạn 6 chuẩn nhá, 4 vạn 6 chuẩn này. Đấy, cửa tiền gửi gia đình nhà mình là 190 triệu đồng. Vâng, chào anh ạ. Đấy, 190 triệu đồng. Máy số keo chỉ sơn si, cột kèo nội thất zin nguyên bản luôn này. Đấy, tư nhân chính chủ 34 Hải Dương 4 mùa không lụt. Tư nhân chính chủ một chủ từ đầu. La sang đúc lốp nam đẹp, máy số keo chỉ sơn si zin nhá. 190 triệu đồng. Đấy, còn bớt, còn thương lượng, còn có thể ra lọc. Đấy, xin nhan trên sườn xe rồi. Đấy, nhà mình nhìn em này. Đấy, thân vỏ này còn rất là căng, rất là đẹp nhá. Đơn cam kết anh chị quý vị mình không lâm đụng, không va chạm, không thủy kích gầm nước. La Chetty 211 190 triệu đồng ạ. Đây còn rất nhiều mẫu xe đây. Về La Chetty 211 này tiếp tục gửi đến anh chị quý vị gia đình mình nhá. i10 nhá, i10 208 4 máy 1.0 135 triệu đồng thôi, 130 thôi nhá. Đấy, 130 thôi, đăng ký đăng kiểm thì đến cuối năm nay. La răng sắt zin nguyên bản theo xe này. Đấy, cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều thì còn sáng còn đẹp này. Xi nhan trên sườn xe. Gương kính cụp xe điện, đăng ký đăng kiểm đến tháng 2 năm sau cơ. Con này bên em bán được cửa tiền là 130 triệu. Kia Hyundai Grand i10 208 cho anh chị quý vị cho mình này. Đấy. Thân xe, sườn xe thì liền lạc này. Cam nồi cam hành trình đầy đủ rồi. Nội thất thì thơm tho mang về sẵn đi sẵn sử dụng thôi. Chào bác Văn Hùng Trương này, chào Cao Hiền ô tô. Chào Nguyễn Du, chào Võ Cảnh, chào Đại Đình ạ. Vâng, hai anh Võ Cảnh nhá. 7 chỗ đi, ok các Giang Nguyễn. Đây 7 chỗ đây đúng rồi. 7 chỗ hôm nay quên chưa giới thiệu ít quá đây, giới thiệu 7 chỗ đây. Chắc tiến điều này. Đây 7 chỗ thì có mẫu mấy mẫu này nhá. Innova đây. Đấy, Innova vu 7 chỗ đây. Toyota Innova 2011 đăng ký và lăn bánh năm 2012 này. Động cơ 2.0 số sàn. Đấy, 2.0 số sàn nhá. Cái bên em đang bán với cửa tiền dạy gia đình nhà mình 335 triệu đồng thôi. Bản G xịn này. Đấy, bản G xịn thì được trang bị la răng đúc, có phanh điện chống bó cứng ai hết rồi. Đấy, tay lắm cửa viền chân kính thì bọc lốp rất đẹp nhá. Rồi, vô lăng đây. Vô lăng 4 chấu, túi khí toàn trên vô lăng. Đấy, nội thất ghế da này, điều hòa lắp lạnh 2 trường Z bút, zin nguyên bản theo xe nhá. Con này zin luôn, cam kết gia đình mình. Đấy, Innova 11 zin 335 triệu đồng. Đấy, 7 chỗ con này này. Các em xem còn 7 chỗ không nhỉ? Đấy, em xem còn 7 chỗ nào tiếp tục báo giá đình nhá. Đấy, các bác nào mà bình luận mà nó không hiện lên phần comment của buổi livestream ngày nay nhá, cứ nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em đi. Nhắn tin trực tiếp qua fanpage nhá để em tư vấn riêng cho. Gọi điện tư vấn riêng cho ạ. Vâng, chốc tiến điều này, chốc Giang Nguyễn nhá. Đây, tiếp tục báo giá trong cái mạng này cho anh chị mình cùng dễ tham khảo hơn này. Đây, tiếp tục lại một mẫu 7 chỗ đây. 7 chỗ tiếp tục đi nhá. Chevette Vivante màu vàng cát 2009 2.0 số sàn nhá. À, 2.0 số động, xin lỗi mình ạ. 2.0 số động. Tư nhân chính chủ 34 Hải Dương 4 mùa không lụt. Đấy, la sang đúc có phanh địa chống bó cứng ABS rồi. Máy số keo chỉ sơn si còn zin. Số tự động bán thì mình chỉ có 190 thôi.
Đấy, 7 chỗ bán 190 triệu đồng thôi ạ. Còn bớt, còn thương lượng, còn gia lộc. Vâng, chào bác Diệp Hứa này, chào Tài Hữu Xuyền, chào Đoàn Trần, chào Tâm Nguyễn, chào Tiến Điều. Chào đại gia đình đang xem buổi live stream ngày hôm nay nhá. Đấy, các bác cứ bình luận đi, chia sẻ thật nhiều đi, chia sẻ thật nhiều dùm em đi gia đình ơi. Đấy, cảm ơn thầy mình rất là nhiều này, trong Lăng Nguyễn này. Vâng, thì tiếp theo đây nhá, Thanh Tùng xin báo giá này nhà mình. Hyundai Grand i10. Hyundai Grand i10 2016 này, bản bay nhá. Bản bay nhưng được độ lên la răng đúc rồi. Lên la răng đúc có xi nhan trên sườn xe. 1.0 số sàn nhỏ gọn tiết kiệm nhiên liệu màu trắng đây. Màu trắng là mẹ mắng nhưng phải mua. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 12 năm nay này. 1.0 số sàn 240 triệu đồng cho mẫu Hyundai Grand i10 đời 2016 nhá. Đấy, tham khảo cho em đi. Đá còn có thể bớt, còn có thể lượng. Thương lượng được thêm này. Gia lộc lá các bác nhiều luôn ạ. Chào bác Duy Đỗ này, chào bác Lăng Nguyễn, chào bác Diệp Hứa, chào bác Trần Thị Hoàng, chào đại gia đình mình này. Sau mẫu màu trắng rồi, tiếp tục báo ra mình một mẫu màu trắng này. Kia Morning 2010. Kia Morning 2010 số động nhá. 215 triệu đồng. Tư nhân chính chủ 15 Hải Phòng, thành phố Hoa Phượng Đỏ đây. Đấy, cam nồi cam hành trình thì đủ bộ rồi này. Cặp đèn pha trang bị công nghệ đi cầu siêu sáng siêu đẹp. Đấy, vô lăng túi khí tích hợp các nút điều khiển trên vô lăng nhá. Kia Morning màu trắng 2010 215 triệu đồng, báo giá cho mình nhá. Cạnh mẫu co Morning màu trắng rồi này, báo giá tiếp gia đình mình này. Hyundai Grand i10 màu bạc 2014, đăng ký bán lăn bánh 2016. Động cơ 1.0 số sàn này, tư nhân chính chủ 32 đầu phố đây. Con này bán cho gia đình mình cái mức tiền 240 triệu đồng nhá. 240 triệu đồng, còn bớt còn thương lượng. Đấy, i10 màu bạc rất đẹp đây, tư nhân chính chủ, máy số keo chỉ zin. Đây, báo giá tiếp gia đình mình một đầu la chất tí xích này. Vâng, chào bác ô tô Cũ Đức Chính này. Đấy, bác ô tô Cũ Đức Chính vừa xem buổi livestream ngày hôm nay. Chia sẻ comment cho em xin mấy lượt đi, chia sẻ đi bác ô tô Cũ Đức Chính ơi. Vâng, tiếp đây nhá, báo giá đình này. La Chatty CX 2010, đăng ký đăng bánh 2015. Động cơ 1.6 số động nhá, tư nhân chính chủ 15 đây, 15 thành phố Hoa Phượng Đỏ đây. Đấy, con này em quay phần nội thất bên trong này. Quay phần nội thất bên trong này. Đấy, nội thất ghế da xịn dạng múi này, vô lăng 3 chấu, túi khí toàn trên vô lăng này. Máy số keo chỉ sơn xin thì còn chất còn đẹp nhá. 1.6 số động cho mẫu La Chatty CX ạ. Đấy, chỉ có 255 triệu đồng thôi. 255 triệu đồng. Đấy, còn có thể bớt, còn có thể thương lượng. Đấy, mang lức sơn màu xám đá rất đẹp luôn. Đấy, La sang lúc lốp láp đẹp, có phanh đĩa chống bó cứng ngay hết rồi. Dài xe, trường xe đầm chắc nhá. La Chatty CX 2010 255 triệu đồng, gửi đến gia đình nhà mình ạ. Đấy, cái góc này thì em báo giá hết rồi. Đấy, góc này em báo giá hết rồi. Đây, xem còn đầu nào báo giá tiếp gia đình này. Vâng, chào bác sĩ Nguyên nhá. Chào tất cả những bác vừa xem buổi livestream ngày hôm nay này. Đấy, nhà mình vừa xem buổi livestream ngày hôm nay, em vô cùng cảm ơn. Rất là cảm ơn những lượt xem, lượt like, lượt comment, lượt bình luận gia đình mình ạ. Đấy là nguồn động lực của Thanh Tùng và cho ô tô đầu mối Hải Dương ngày càng phát triển hơn nhá. Cảm ơn gia đình mình rất là nhiều này. Đấy. Ở cái đầu này thì em xin giới thiệu cho anh chị quý vị gia đình mình một mẫu Hyundai Grand i10 nữa nhá. Hyundai Grand i10 2014, đăng ký năm bánh năm 2015 đây. Động cơ 1.0 số sàn, tư nhân chính chủ 30 Hà Nội phố đây. Đấy, cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen siêu sáng siêu đẹp đấy. Vô lăng túi khí này, xi nhan dạng mí tích hợp trên gương, gương kính cụp xoay điện. Đấy, cam lồi cam hành trình đầy đủ rồi. Phanh chống bó cứng ABS thì có rồi nhá. Đấy, rất đẹp luôn. i10 2014 màu bạc, tư nhân chính chủ Hà Nội đây. 245 triệu đồng. Đấy, bao rút hồ sơ cho anh chị quý vị nhờ mình bóc ảnh nhá. Đấy, các em một vòng này, một vòng ngoại thất bên ngoài đây, nhà mình cùng tham khảo dùm em nhá. Đấy, đèn còn sáng quắc trong hãng luôn. La sáng đúc, có phanh đĩa chống bó cứng ABS rồi. Máy số keo chỉ sơn xi chất, gầm bệ vô cùng chắc chắn này. 245 triệu đồng. Hyundai Grand i10 bản đủ 2014 nhá. Đây. i10 2 đầu này 350 triệu đồng báo giá rồi này. Kia Morning SX này, màu bạc 205 triệu này. Kia Morning màu xanh, đấy 235 triệu đồng này. Đấy, Vivante 208 này. Báo giá rồi này. 160 triệu đồng 7 chỗ tầm trung này. Đây, báo giá tiếp 2 mẫu không? Báo giá tiếp 2 mẫu 7 chỗ mình cùng tham khảo nhá. Đấy, cháu Đức Chính đang xem buổi livestream này này. Cháu Nguyễn Viết Tùng này, cháu Bắc Dương Hà này.
chào toàn thể anh chị quý vị trên ba miền tổ quốc nhá. Chào đại đình nhá. Đây, tiếp tục lại 7 chỗ gia đình đây. Mitsubishi Jolly 2004 đăng ký năm 2006 nhá. Đấy, mắt xích đây, mắt xích đèn cụt và lốp treo đây. Đấy, tư nhân chính chủ 29 Hà Nội Phú đây. Con này bên em đang bán với cửa tiền cho gia đình của mình 135 triệu đồng thôi nhá. 135 triệu đồng. Gầm cao máy thoáng 7 chỗ phục vụ mọi nhu cầu gia đình mình. Tránh mưa tránh nắng đi chơi này, 7 chỗ mà có 130 thôi. Bằng giá con SH nhá. Cho bác Tư xe ôm này, cho bác Trung Lê Văn, chào bác Tiến Đạt, Trần Gỗ, chào bác Đinh Chính nhá. Chào đại gia đình mình lại đang xem buổi livestream ngày hôm nay. Hoan hỉ lên, hoan hỉ vui vẻ đi. Cho Tùng xin 5-7 lượt chia sẻ đi gia đình ơi. Bớt sâu nữa được cho gia đình mình nhá. Đằng sau mẫu Mitsubishi Jolly 2004 vừa rồi. Tiếp tục báo giá cho đại gia đình mình này. Đấy, Toyota Innova nhá. Toyota Innova 2006 đăng ký năm bánh năm 2008 nhá. Đấy, động cơ 2.0 số sàn. Con này bên em bán được cửa tiền cho anh chị quý vị gia đình nhà mình là 265 triệu đồng thôi. 265 triệu đồng thôi nhá. Đấy, 2.0 số sàn. La sau đúc có vành đĩa chống bó cứng ABS rồi. Đấy, bản đủ full kịch bản G nhá, 265 triệu đồng. Toyota Innova 2008 ạ. Vâng, chóc Uy Dương này, chóc Trọng Tiến này, chóc Tòng Liên, chóc Đinh Văn Hùng, chóc Tư xe ôm nhá. Chào tất cả các bác vừa xem buổi livestream hôm nay nhá. Nhà mình vừa xem buổi livestream hôm nay. Hoan hỉ vui vẻ nên cho Tùng xin 5-7 lượt chia sẻ đi. Không mất tiền, không bạc gì cả nhá. Và để lan tỏa buổi livestream về xe cộ vô cùng hữu ích hơn ạ. Đây. Tiếp cho đây nhá, Kia Morning 2016 nhá. Kia Morning 2016 màu vàng, 1.25 số sàn 4 máy. Đấy, đang bán cho đại gia đình của mình với cửa tiền là 190 triệu đồng thôi. 190 triệu đồng thôi nhá. Con này thì đã có video chi tiết này. Bác nào quan tâm, đấy, bác nào quan tâm nhắn tin trực tiếp qua fanpage đi. Em gửi video chi tiết này cho nhá. Máy số, keo chỉ sơn, xi cột kèo thì còn chất, còn đẹp. Không bàn về chất lượng mà chỉ bàn về giá thôi. Đấy, có 190 được, còn bớt, còn có thể thương lượng thêm. Cạnh mẫu Kia Morning 2016 rồi này, báo giá hình mình này. Genta X màu xám xi măng đây. Genta X màu xám xi măng 2010, đăng ký năm bánh 2012. Đấy, 1.2 số rộng này. Đấy, các bác nào mà vừa có bằng này muốn bổ túc tay lái nhá, tham khảo cho em mẫu này đi. 29 Hà Nội Phố đây. La sang đúc lốp la đẹp, có vành đĩa chống bó cứng ABS rồi. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 11 năm 2022. Đấy. Đấy, các bác nào đang nhắn tin, đang bình luận nhá. Sau buổi livestream này em sẽ trả lời tất cả nhá. Đấy, sau buổi livestream này thì em sẽ trả lời tất cả này. Những bác nào nó hiện luôn comment đây thì em trả lời luôn này. Còn bác nào mà comment nó không hiện nhá, sau buổi livestream này em sẽ trả lời tất cả những comment và ý kiến của anh chị quý vị nhà mình nhá. Đấy, em Tùng còn thiếu sót gì thì nhà mình cứ bình luận, cứ comment đi. Để em càng phát triển hơn nhá. Chào bác Minh Dương Thành này, chào Trần Trung Kiên này. Chào toàn thể anh chị quý vị vừa vào xem buổi livestream ngày nay nhá. Đấy, hoan hỉ vui vẻ cho em xin 5-7 lượt đi anh chị quý vị gia đình nhà mình ơi. Cạnh mẫu Genta X 2010 rồi này, tiếp tục báo giá rình mình này. Kia Morning nhá, Kia Morning 2016 màu B, 200 triệu đồng, 1.25 số sàn 4 máy, la sang đúc phay 4 bánh này, cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều. Tư nhân chính chủ 15 thành phố Hải Phòng đây, thành phố Hoa Phượng Đỏ nhá. Đấy, đăng ký đăng kiểm còn dài đến tháng 1 năm 2023. Ê, bên cạnh mẫu Kia Morning đời cao rồi này, báo giá tiếp cho gia đình mình một mẫu xe đến từ nhà Hyundai đây. Một đứa con đến nhà Hyundai đấy, nhỏ gọn tiết kiệm nguyên liệu và vô cùng bền bỉ này. Hyundai Getz nhá, Hyundai Getz 2010, đăng ký và lăn bánh năm 2012. 1.0 số sàn, nhỏ gọn tiết kiệm nguyên liệu, bền bỉ này. Đấy, tư nhân chính chủ 89K Hưng Yên đây. Biển 4 số 1 chủ tàu nhá. Con này bên nhà bán cho gia đình mình cửa tiền 130 thôi. 130 triệu còn ra lộng, còn bớt, còn thương lượng. Vâng, cảm ơn tất cả anh chị của mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay nhá. Đấy, thì điều kiện mưa gió này em đã quay hết. Quay gọi là hôm nay nó quay qua rồi, quay hết. Tức đầu xe đang có lại chỗ ô tô đồ mua ở Dương này. Nhà mình cứ bình luận đi, cứ comment đi để em Tùng tiếp tục tư vấn nào. Cháu Hoàng Văn Sang, cháu Nhất Lông, cháu Vi Tường, cháu Đức Trọng, cháu Minh Dương Thành, cháu Trần Trung Kiên, cháu Trần Thu Hằng. Chào toàn thể quý vị anh chị, các cô các bác trên ba miền tổ quốc nhá. Đấy, còn rất nhiều đầu xe đẹp chất lượng nhá. Cứ bình luận, cứ comment đi, tham khảo cho mình một mẫu đi. Chưa mua được thì cứ cũng cứ tham khảo nhé. Đấy, tham khảo giá cả này. Đấy, chất lượng xe này. Đấy. Hơn 6 đầu xe rồi. Đấy, 6 đầu xe.
Còn một chiếc Captiva thì vứt ngoài kia, đang dọn qua. Captiva 2 cầu máy dầu 315 triệu đồng. Đấy, màu vàng cát. Hôm qua bác nào xem livestream thì chắc thấy rồi đúng không? Và đây mới về 2 cầu máy dầu này. Một chiếc Tucson thì đi đang đi công vụ này. Đấy, một chiếc Tucson đi công vụ này. Một chiếc 7 chỗ Zodo Hyundai 2016 nhá. Đấy, còn đây 450 này. Bác nào mà đang quan tâm dòng 7 chỗ mà đời cao là 2016 thì có một chiếc Zodo nhá. Đấy. Vâng, thì vừa rồi em Tùng cũng livestream hết một vòng chỗ ô tô đồ của Hải Dương rồi. Đấy, cảm ơn anh chị quý vị mình vào khung giờ quen thuộc vẫn theo dõi, vẫn ủng hộ em Tùng ạ. Đấy, giờ là cũng 9:30 rồi. Của em này thì đã ship 2 xe. Một chiếc vào ở trong Quảng Trị và một chiếc vào trong Nghệ An Quế Bác, của các bác chắc xem video không thấy đúng không? Đấy, ăn cơm thì vẫn chưa được ăn đâu. Vẫn chưa được ăn cơm đâu. Đấy, xin chào gặp lại gia đình của mình trong những buổi livestream tiếp theo nhá, vào khung giờ 8:03 tối mai. Chúc các bác ngủ giấc ngủ ngon. Xin chào, hẹn gặp lại.